buổi chiều thì mình lại đi với anh em Bin ha, xuống cái bè coi thấy diều. Anh em từ trên Hòa Khánh ha, chạy xuống. Tại vì ở Hòa Khánh mình không có gió nhiều nên mình xuống chỗ cái bè mình coi. Đây mới đầu xuống thì có vài con thả, mấy vài người ít ha, chưa có nhiều người thả hết mọi người. Kìa bé nó chạy cầm thả nhiều. Con diều chuẩn bị sẵn sàng hết trơn luôn mà trời không có gió nên hơi khó thả ha. Đó có con diều đen đen kìa. Diều màu đen. Đây. Đó nhiều ma nữ này chuẩn bị sẵn thả sẵn rồi cuối cùng. Không có gió nên mấy bạn này ngồi đây chơi. Bên đây cũng có mấy bạn này cũng cố gắng thả. Đây con diều màu hồng kìa. Đẹp quá ha. Kìa con mình coi. Rồi mấy bạn thu về luôn. Thu về luôn rồi. Vậy là thu rồi, không có thả nữa hả? Tiếc quá. Rồi mấy bạn thu về luôn rồi. Không có gió. Diều đã ghê luôn á. Siêu to khổng lồ luôn. Gió về rồi, anh không có gió rồi, ổn quá ha. Diều này đẹp ghê luôn. Hai con luôn hả? Nè diều đã ghê luôn mọi người, trời không có gió nên mang diều về. Thì đó đốt không gian diều đã quá, diều giấy kìa. Như cái cuồng dây bình thường, thứ một cái cuồng anh ăn mua ở chợ đi. Cuồng dây bình thường 20.000, cuồng dây mi ăn 300-400.000. Ghê vậy? Vì giống trái, anh đốt không trái đó. Dạ. Cái dây anh đi ăn đó. Chắc chắn hả? Anh đốt không trái, vì giống trái. Bên đây trống là pin, họ có thả bên đây. Nếu mà có gió mình thả bên đây pin. Để có gió mới được. Thả nhiều giấy kìa. Wow, thả lần hai con luôn. Thả lần hai con nhiều giấy luôn kìa. Siêu vậy? Tháng lượt hai con luôn, quá hay rồi. Mà không biết lên không, trời chói mặt trời quá. Thôi anh ơi, thôi để cho mấy đứa nó lụm đi. Đi qua đây chơi pin. Bên này đất ướt quá. Hôm nay thấy đây thả diều nhóc luôn, quay qua cái mất tiểu chưa. Thì trước mặt mình thằng bé đang thả diều đây bạn. Thả không lên rồi. Nhỏ nó thả con diều nó lôi lôi luôn. Diều thấy thương quá ha. Con diều màu xanh kia thấp rớt. Diều đẹp quá. Diều đẹp quá mà thả không lên. Trời không gió. Con bé nó đang cố gắng thả con diều. Mặn diều chạy quá trời luôn, mặn diều nó bay không nổi rồi, gớt nữa rồi. Ôi, gớt rồi. Bên này mấy đứa nhỏ bên này nó đang thả nữa nè. Hôm nay cái bãi đất trống rộng quá trời luôn mà khó thả trời, hai đứa nó chạy kìa. Cố gắng chạy, thả diều. Trời, diều cá mập thả lên không? Sao chạy dữ vậy? Thả lên không cưng? Không lên hả? Rồi ai cũng chạy kìa. Ai cũng chạy cũng thả quá trời luôn mà không lên nổi. Ai cũng cầm con diều trên tay hết trơn. Buổi chiều khó thả ghê. Ôi có con diều màu đỏ trên đây đẹp. Con diều màu đỏ kìa. Rồi rớt rồi. Bé nó chạy thả kìa. Không có miếng gió nữa. Không có thả quá. Buổi chiều đây rộng á, với lại sát bờ sông thường thường là gió rất là nhiều.
mà bữa nay đi xuống đây cũng chả có gió nữa. Mùa thả diều bất ổn, ngày có gió ngày không nha mọi người, chứ không phải là ngày nào cũng gió đều nhau. Cố lên chạy. Buồn hiu Bin ơi. Ờ chán ghê. Gì hả? Nay làm gì quá trời luôn mà. Hồi nãy bán nhiều lựa chơi luôn phía trước. Có gió nữa, bây giờ có con lên được. Không có con nào lên chứ. Đây trống vậy, nghĩ trống vậy mà không có gió lên. Ừ. Sát bờ sông đáng lẽ là. Ừ, hôm trước hồi có gió lùa, từ đây nó lùa quanh luôn. Quá trời luôn. Cái nhỏ nó chạy phơi phới kìa. Nó lên, lên được có một khúc à. Đúng rồi, gió bây giờ nó có gió. Anh đứng tại chỗ nó cũng lên. Không có gió là chạy kiểu nào nó cũng lên. Ba... Lên xíu hồi gớt. Được ba con hả? Hồi gớt tới giờ. Ê, chạy... ê, cố lên, con diều đỏ đó kìa, cố lên. Ai chạy thả vậy? Chạy luôn, không nổi đâu. Thích nhất là con diều hồng đó, mà con diều hồng nó lên không nổi, nằm đó kìa. Hồi gớt rồi. Đụng dây ta lả luôn. Đung cắm đầu bên kia. Để bà bắn nước rồi đi mua nước. Anh đúng anh bị sợ hồng. Anh thấy em khang không? Anh sợ em đó bị bệnh nguyên từng gọi em đi nhậu. Nước đó mà quán đủ về luôn. Anh sợ đau hồng nên ớt đúng. Vui quá ha. Dừa đen kìa. Nó là gì? Cuồng chỉ hả? Trời chuẩn bị sẵn sàng chưa mà tiếc tiếc ghê không? Tiếc ghê chứ. Chuẩn... Bữa cái cuồng nhỏ kia mới ra mà nó đứt xém đứt luôn. Rồi. Chuẩn bị cuồng chỉ siêu to luôn. Để kiếm cái bè của con nha, kiếm cái bè mới xuống cái bè của con. Vậy mà không có đồ thả diều, ổn quá. Kìa Đà Nẵng được mấy con. Hy vọng có gió mình thả xíu nửa tiếng cũng được. Dạ, bây giờ có gió, gió lên rồi. Đây toàn là cá mập. Có hiệu chai xịt trên nước gì? Chai xịt hai mà cái vị dâu quá mà, vị dâu mà bạc hà. À. Cái vị đó mới ra. Ừ. Nó mới ra luôn á. Mới ra luôn hả? Mới ra. Ừ. Trước á là mua trên Sài Gòn mới có. Cái mà bây giờ mới bao xanh sau này mới có. Chưa trước mua á sao có nha. Anh em đi coi thấy nhiều mua nước. Mua nước uống. Anh phải nói là mua ăn vặt. Mấy đứa nhỏ đi tập thể dục. Chá hình. Chá hình. Em thấy em thì em khang tím, em chơi khô máu luôn. Cái nào nó hấp đi cả lòng. Đẹp quá. Bờ sông mát mẻ như thế này là buổi chiều không gió tiết thật. Con bé này nó bay phơi phới luôn. Kìa. Đúng. Rồi, 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 rồi. Trời ơi, mấy cái gì vậy? Trời ơi, con mèo. Ủa lộn. Con cá mập. Con đó hả? Con cá mập này nó bị đau rồi, nó bị đau rồi, cục cục. Con này con gì nè, nó bay, mấy con nó chạy quá trời kìa. Ê, mấy con đó bay lên cao mới về, nó đảo ra một con.